Ôi, sao sao nó sợ. Để mẹ ra, để mẹ, để mẹ. Đi đây mẹ. Đi. Ba quay lay cam mà có sợ hả? Đây mẹ. Ờ, ba đang quay lay cam nè. Á trời ơi, ba mới được cái có sợ hả? Sơn Hà sợ rồi. Ôi, Sơn Hà sợ tội nghiệp chưa? Ôi, đẹp quá ha. Con bự quá trời luôn ạ. Đó anh. Đó. Nó báo là ở trong nhà nhiều vật cản quá, nó kêu tùm tùm. Nó không cho lao đầu vô mà.